Thủ tướng đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi bom hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tồn tại việc một số người dân sau khi đặt hàng và được bộ đội, tình nguyện viên mang đến nhà nhưng không nhận, hủy đơn hàng, bom hàng, gây bức xúc cho dư luận. Trước tình trạng này, để bộ đội, tình nguyện viên yên tâm giúp dân trong việc đi chợ hộ trong thời gian giãn cách xã hội, đảm bảo phòng chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an nghiên cứu xử lý hành vi bom hàng. Ngày 6 tháng 9, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ. Công văn nêu rõ, việc đi chợ hộ đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chợ hộ, gây khó khăn cho bộ đội, tình nguyện viên, làm dư luận nhân dân bức xúc. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi nêu trên để bộ đội, tình nguyện viên yên tâm giúp dân. Thời gian gần đây, nhằm tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính quyền các địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện việc đi chợ giúp người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện trong thực tế còn gặp một số khó khăn. Mới đây, như tình trạng người dân sau khi đặt hàng và được bộ đội, tình nguyện viên mang đến nhà nhưng không nhận, hủy đơn hàng, bom hàng, gây bức xúc cho dư luận. Về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 6 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã trực tiếp tham gia chương trình livestream Dân hỏi, thành phố trả lời, trực tiếp chia sẻ thông tin với người dân về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9. Tại buổi trả lời trực tiếp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết nếu đến ngày 15 tháng 9 đạt được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách,